Dạ, phòng khám sẽ làm từ buổi sáng tới giữa trưa. Nếu cô muốn khám vào buổi sáng thì hãy tới trước 11 giờ giùm con. Dạ, xin chào tạm biệt. Bệnh nhân chưa hay dân? Dạ. Chừng nào có người ra thì cô có thể vào. Vô trong gặp bác sĩ rồi thì cô nhớ tắt điện thoại dạ. nha. Viêm thực quản rất là dễ tái phát đó thưa bà. Tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi, với lại còn thấy nóng nữa. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho bà và tiêm thêm một mũi vào đầu gối của bà nữa. Tôi nghĩ là bà nên điều trị thêm bệnh loãng xương. Mời bà qua đó nằm xuống. Y tá, cô chuẩn bị kim giùm tôi. Được, cảm ơn con. Không cản nổi con luôn, ở đây rồi thì ở thêm chút nữa con sao một đâu. Một tuần là đủ rồi mẹ à, ở lâu thêm nữa mẹ sẽ thấy con phiền phức cho bà coi. Con khỏe thiệt rồi, vết thương cũng lành rồi, không sao đâu mẹ. Yuri không có ở nhà thì mẹ gọi đồ ăn bên ngoài, hay ăn sẵn cơm hộp đi, đừng có nấu cơm. Rảnh thì cứ tập thể dục, hay đi đâu chơi cũng được mà mẹ. Được rồi, hai đứa về tôi đi. Tôi gọi chào ba rồi mới về mẹ. Ba con bận khám bệnh rồi, cứ về đi. Về con về nha mẹ. Nhớ chăm sóc cho nó. Dạ. Xin mẹ đừng lo lắng. Con đi nha. Ừ. Đang ăn sáng vui vẻ thì tự dưng nó lại muốn về nhà. Tôi muốn nó ở lại thêm một tháng nữa, nhưng mà chồng nó đã tới đón nó rồi. Khoảng một tuần qua, vết thương của nó cũng đã đỡ hơn, và nó cũng đã có thể ăn uống bình thường trở lại. Dù cơ thể nó có trải qua đau đớn như thế nào, thì nó cũng không muốn để chồng mình cô đơn ở nhà, cứ khăng khăng đòi về cho bằng được. Tôi biết là mình không thể làm được gì. Tôi thấy thương cho nó, vì tôi không phải là người mẹ tốt. Sau khi chị Miran thông báo với mọi người rằng chị ấy sẽ ly hôn với anh Gung Ho, chị ấy không những nghỉ việc ở tiệm, còn không nói chuyện với anh Gung Ho. Ngày cưới của Sohee cũng đã định, không biết chị ấy sẽ làm gì tiếp theo đây. Sao tụi nó lại chọn ngày cưới cho Sohee sớm vậy? Tôi cũng đâu có kêu Miran phải chăm sóc vợ chồng tôi đâu, mà tại sao nó lại làm như vậy? Cũng tại lúc đó nó bị sốc bởi quyết định vô lý của thằng Gung Ho nhà mình thôi. Em thấy lần này nó làm thiệt đó chị. Nhưng mà tại sao nó phải làm như vậy chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ai mà biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Nó chỉ nói là nó không chịu nổi nữa thôi. Cái thằng ngốc đó nó đã chọc nổ một quả bom rồi. Thằng ngốc đó cũng đáng đời nó mà. Nó cứ nghĩ là mình sống tốt lắm, rốt cuộc cũng gặp quả báo. Con Dung xéo mãi cũng quằn, vậy mà cái thằng đó nó cứ hành hạ vợ nó như một con sâu chết. Mà nè, người ta nói người hiền lắm cũng có lúc bùng nổ đó nha chị. Em nghĩ là vậy thật rồi á chị à. Lấy tô ly nước đi. Dạ. Đẹp thiệt đó. Con thấy đẹp không? Hạnh phúc. Đẹp lắm đúng không? Đúng không? Đúng không? Hạnh phúc nó sẽ nghĩ là nó có một người mẹ thích làm màu đó. Em dừng lại đi. Kết hôn lâu rồi, bây giờ mới được đi du lịch đó. À. Anh bị sao vậy? Anh thấy có lỗi đó. Lớn rồi còn bị đặt làm ra dễ dễ thương vậy nữa. Em tốt lắm có đúng không? Ờ. Em vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa đúng không? Trộn trả rồi em đi sao anh im lặng vậy hả? Ừ đúng rồi đó. Anh cảm thấy biết ơn vì em đã không bỏ anh đi đúng không? Cưới được em anh hài lòng lắm có phải không? Không chắc. Không chắc hả? Không chắc là sao chứ? Mình còn có đường dài để đi mà, đâu biết trước được điều gì đâu. Từ lúc mới cưới cho tới bây giờ, anh thấy mình sống chung cũng không tệ. Thật lòng mà nói thì anh không biết em là người vợ tốt như vậy luôn đó. Anh thật sự cảm ơn em. Hôn em đi.
em đã không nghi ngờ gì, vì anh nói không ai có thể ghét em được. Em chỉ cần tin tưởng anh và làm theo những gì mà anh nói thôi, cho nên em đã làm theo, cũng đâu có khó lắm đâu. Nhưng mà vẫn gây ra rắc rối đó. Em đâu có đốt nhà hay đập đồ gì đâu, chừng nào em đốt nhà thì anh mới được nói như vậy. Đừng có mà nói linh tinh, cũng tội vẻ dễ thương nữa. Năm sau mình dọn nhà đi, chắc ba mẹ sẽ rất rất cô đơn luôn đó anh à. Lúc đầu có thể là ba mẹ cũng sẽ không quen, nhưng rồi họ sẽ biết tận hưởng cuộc sống nhàn hạ khi về già thôi. Mẹ anh không phải làm việc tay chân nữa, còn có thể đi đây đi đó với ba của anh. Tụi mình có thể chẳng hạnh phúc đến thăm ba mẹ của mình mỗi tuần một lần, còn chị Sê Hy với Sê Chua nữa mà. À, nói vậy chứ ba mẹ cũng không có nhiều thời gian rảnh lắm đâu, họ còn phải để mắt tới ông bà nội nữa mà. Vậy họ chỉ thư giãn cho danh nghĩa thôi hả? Cái gì mà em cười dữ vậy? Em thấy hết hồn với những gì mẹ mới nói luôn á anh. Vô đi à. Mẹ à. Trưởng tu sĩ muốn gặp chúng ta đó Sehun. Mình phải nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. À, dạ, tới liền mẹ ơi. Con nhớ là ông bị bệnh mà sao vẫn muốn gặp mình? Mình chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi. Nhanh lên, nhanh lên. À, dạ, dạ, con biết rồi. À Sehun à, mình cởi giày đi, đi chân không nhanh hơn. Được rồi, anh biết rồi. Gia đình chủ tịch Giang cũng ở đó nữa. Tối nay bà ấy muốn mở tiệc nướng đó. Ôi, con không thích bà ấy chút nào hết. Tôi tưởng cô phải đi khám bác sĩ mà. Dạ. Chị cứ để đó rồi đi đi. Ông ấy có nhiều bệnh nhân lắm, nếu như lỡ hẹn bởi vậy tôi mới kêu cô đi đi. Vấn đề về răng á là phải đi kiểm tra thật thường xuyên. Cứ đi đi. Dạ. Vậy ngày mai tôi qua nhà bà nội nha. Tôi biết rồi. Dạ con nghe mẹ. Nè đi đi. À con chỉ ở nhà thôi mẹ. À con vừa tiễn Sê Hy về nhà. À, dạ. Nó đã đỡ hơn rồi mẹ. Chồng nó đón nó về rồi. Dạ. Dạ con biết rồi mẹ. Ừ chị nghe. Ừ. Chị đi ăn với mẹ chồng Sô Hy, rồi giờ chị đang ở phòng triển lãm. Lát coi phim xong chị mới về nhà. Mẹ muốn gặp chị đó chị dâu à. Hình như mẹ biết rồi chị. Sao lại ở đây? Tôi chuẩn bị ra sân bay. Chuyến bay của tôi bị dời lên sớm. Làm công nhân viên, ông chủ kêu đi đâu thì phải đi đó. Kêu đi đông thì đi đông, kêu đi tây thì không được đi đông. Đi với tôi một chút. Cô có thể cho tôi 30 phút được không? Chắc là có chuyện gì quan trọng thôi. Nếu như họ nói là quan trọng thì là quan trọng. Theo lịch trình thì mấy ngày nữa chủ tịch sẽ bay qua đó, cho nên họ muốn tôi qua trước để thu xếp. Vậy à? Tôi không nghĩ là tôi sẽ thấy chán nản trong công việc. Thực sự chưa từng nghĩ tới. Đúng là có hơi thất vọng, nhưng mà cũng không đến nỗi phải khóc nức nở khi bay về. Bộ không lẽ chỉ phụ nữ mới được khóc hay sao? Không đúng, đôi khi đàn ông cũng khóc được nữa đó. Tôi xin lỗi vì đã làm anh thất vọng. Khi tôi dọn ra khỏi nhà ba chồng tôi đã quyết định sống theo ý của mình. Nhưng mà tôi vẫn chưa sẵn sàng gặp mặt ai đó hay bắt đầu mối quan hệ yêu đương chóng vánh với một người chỉ mới gặp gần đây. Trái tim của cô đã có một bức tường lớn chắn lại, sẽ mất rất nhiều thời gian cho tôi vượt qua. Là tôi đã thiếu kiên nhẫn, còn gấp gáp nữa, là do tôi. Giờ tôi đã biết rồi, nhưng tôi cũng không buồn. Tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ tiếp tục email cho cô. Nhưng điều tôi không muốn chính là cô không thấy thoải mái với tôi. Mỗi lần đọc email của cô, giống như là lúc nào cô cũng ăn mặc nghiêm chỉnh để trả lời cho tôi. Tôi hy vọng là cô có thể thay đổi những bộ quần áo nghiêm chỉnh đó bằng những bộ đồ thoải mái hơn khi nói chuyện với tôi. Được.
Tôi sẽ cố gắng thay đổi coi sao. Chị Xuân à, tình yêu đầu không phải là đáp án cuối cùng. Anh nói đúng lắm. Đừng cố tìm kiếm ai khác trong con người tôi. Xin cô đừng làm vậy. Không phải, tôi không làm như vậy đâu. Tôi là Xuân Chi Y. Tôi là một người khác. Tôi đã nói là không phải mà. Vậy được rồi. Chị Xuân à. Ừ. Anh cứ đi đi. Không cần cô giữ tôi cũng đi. Tôi buộc phải đi mà. Nè, tôi muốn được nắm tay cô một lần trước khi đi. Nếu như tôi không làm vậy thì tôi đúng là quá ngu ngốc rồi. Chắc cô không tát tôi đâu đúng không? Tạm biệt. Dạ, tôi sẽ kiểm tra thẻ. Thẻ thành viên này đã hết hàng khuyến mãi. Dạ, thưa quý khách, hôm nay quý khách có đi cửa hàng khác để mua hàng giảm giá không? Tôi có mua ở cửa hàng khác. À, thẻ giảm giá này chỉ được dùng mỗi ngày một lần ở các cửa hàng tiện lợi thôi. Chỗ này với chỗ khác có khác gì nhau đâu. Cửa hàng khác nhau nhưng đều chung một công ty. Chung thì sao không giảm giá chứ? Cho dù tôi mua ở đây hay ở đó cũng có thể trả hàng lại được mà. Dạ, thưa quý khách, để tôi giải thích cho cô. Mặc dù chung công ty nhưng chủ các cửa hàng lại khác nhau. Và quan trọng hơn, thông tin mua hàng của quý khách đều được lưu lại, nên tôi không thể giảm giá được nữa. Thôi bỏ đi, cứ tính tiền cho tôi đi. Dạ. Tổng cộng là 14.000 won. Xin lỗi quý khách. Tạm biệt quý khách. Hẹn gặp lại. Xin chào quý khách. Anh ăn gì chưa? Ăn rồi, sao em tới đây? Thợ pha cà phê đi làm lại rồi. Còn chuyện ở nhà? Em không biết chuyện gì nhưng cũng xong rồi. Còn anh thì sao? Cũng hơi vắng, em vào trong nghỉ đi. Em không cần nghỉ ngơi đâu, anh làm từ sáng tới giờ rồi còn gì. Em cũng vậy mà. Em còn phải lao lò di sống nữa. Lina John. Hả? I love you. Em cũng vậy. Mẹ đã biết chuyện của anh Vùng Hô rồi anh hai à? Không có, em không biết ai đã nói với mẹ, nhưng mà mẹ đã gọi điện thoại cho vợ của em. Hình như là mẹ tức giận lắm đó. Hey, cái thằng Vùng Hô này. Anh đã kêu nó phải bằng mọi giá giải quyết chuyện này cho xong rồi mà. À, sao thằng đó lại dở hơi vậy không biết nữa. À, chờ anh một chút, dì gọi cho anh. Dạ, con nghe đi. Dạ. Dạ. Dạ rồi, con biết rồi mà. Con hiểu rồi dì. Ba kêu chúng ta qua nhà đi. Ừ. Được rồi. Dì đã gọi cho em rồi phải không? Gọi rồi anh. Sao mẹ biết được hả? Là vợ của anh nói đó. Hồi nãy dì có ghé qua đây. Chị dâu thì ngồi ở quầy tiếp tân. Dì không thấy mẹ Sohi đâu cho nên là chị dâu cứ giấu chuyện đó đi là được rồi mà tự nhiên nói ra làm gì. Dạ anh muốn tôi nói cho dì biết còn gì? Tôi làm vậy hồi nào? Anh đã nói là có người nhà thì có gì hay hả? Lúc mọi chuyện trở nên không quan trọng thì mọi người lại bu vào nhau hết người này ý kiến tới người kia ý kiến. Nè im miệng đi. Em nghĩ là em đang la ai vậy? Cũng vì tính tình như vậy nên em sắp phải ly hôn rồi đó. Em vẫn chưa tỉnh ngộ ra sao? À, con tới rồi mẹ ơi. Ngồi đi. Chuyện xảy ra cũng gần một tuần rồi.
Vậy con định giữ chuyện này im lặng đến khi nào đây? Chuyện là gì thưa mẹ? Vì tụi con nghĩ là mẹ không cần thiết phải biết những chuyện này. Với lại đó là vấn đề hôn nhân nên mình cũng không thể can thiệp vào. Vậy tụi con đã làm được gì? Nhà mình có nhiều người như vậy, sao lại bỏ mặc hai đứa nó chứ? Chị Miran rất kiên quyết đó mẹ. Chị Sumi và con đã cố hết sức khuyên can, nhưng chị ấy không chịu nghe. Không những như vậy, chồng con với anh Minho cũng có khuyên nữa. Những gì cần làm tụi con đã làm rồi. Cần làm cũng đã làm rồi, mà rốt cuộc là lý do gì mà hai đứa nó ly hôn? À, con cũng không biết. Con không nghĩ là có chuyện đặc biệt xảy ra. Chị ấy chỉ nói là không chịu được nữa thôi. Vậy thằng Gung Ho nó đã làm gì rồi? Anh ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn, còn cố gắng đi gặp chị ấy, nhưng chị ấy đều từ chối hết. Một khi người hiền lành mà bực mình thì rất đáng sợ đó. Chuyện gì vậy chứ? Nếu Miran nó đã làm vậy tức là nó không quan tâm tới gia đình chồng nữa. Có lẽ nó muốn sống buông xuôi tất cả đó chị. Rồi sao nữa? Miran nó không còn làm ở căn trên nữa thì bây giờ nó làm gì? Con nghe chị ấy nói là đã đi ăn rồi. Đi phòng triển lãm tranh, còn coi phim nữa. Hôm nay chị ấy đã đi ăn với mẹ chồng của Sohee đó mẹ. Xem ra nó đã sống rất là thanh lịch sau khi bỏ chồng đi đó chị. Sao vậy ông? Có một chút tiền ông lấy để mua thuốc đi. Sao tôi có thể? Không được đâu. Không sao đâu. Tôi cho ông là gì tôi có thể. Không được đâu mà. Tôi đã nhận tiền của ông quá nhiều lần rồi. Cứ làm vậy tôi thấy xấu hổ lắm luôn đó. Không sao đâu mà. Tôi làm vậy vì muốn cảm ơn ông đã làm bạn với tôi những năm qua. Trời ơi, tôi cảm thấy xấu hổ quá. Tôi đi đây. Ông về cẩn thận nha. Rong trơ à? Rong trơ. Mẹ Nam Xuân hỏi tôi là sao ông không đi hát karaoke, bãi nói là ai cũng đợi ông tới đó. Họ thắc mắc là không biết có phải ông bị bệnh rồi hay không. Tôi không đi là vì trời nắng nóng quá. Chừng nào trời mát hơn tôi sẽ đến nhảy. Nói với họ vậy đó. Được rồi. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Cô đi trước đi. Chị ép anh cũng hồ quá rồi đó. Tí nữa Gung Ho sẽ đến liền. Dạ. Qua đây. Ngồi đi. Tới ngày. À.
Ngồi xuống đi. Con ngồi đi. Dạ. Ngồi xuống đi. Con xin lỗi mẹ. Lúc đầu, mẹ rất bất ngờ. Vì chuyện như vậy lại xảy ra, chắc tụi con cũng không còn tình cảm gì với nhau nữa, mẹ cũng có thể hiểu được. Nhưng mà nếu tụi con muốn ly hôn thì cứ làm đi. Chị à. Trong cái gia đình này, ai mà không biết Gung Ho là người nóng tính khó chịu kìa chứ. Tất cả mọi người đều biết là con đã chịu đựng bao lâu nay rồi. Mẹ à. Nhìn hành động của con thì mẹ đã biết, xem ra con đã quyết định buông xuôi tất cả mọi chuyện thật rồi. Không thể tiếp tục thì dừng lại thôi. À, mẹ không thể nào nói như vậy được. Chị à. Khoan đã mẹ, con muốn nói. Con là một đứa thông minh nhưng sao lại ngốc nghếch như vậy? Với một người chồng như nó, đúng là con đã quá khổ rồi. Phải chịu đựng rất nhiều. Mẹ xin lỗi con. Chỉ có mỗi bà ấy chịu đựng thôi sao? Mẹ không biết là con chưa từng than vãn điều gì. Anh nên im lặng đi anh ba. Dạ đúng rồi, anh nên im lặng chút đi. Cái gì, gì hả? Em hả? Im cái miệng đi. Bây giờ mấy người tin chống đối lại tôi sao? Bàn hết rồi sao? Có cái gì phải bàn chứ? Mấy năm qua mọi người đều thấy con đã bắt nạt Miran, mắc mớ gì phải bàn? Vì biết con mà, từ đó đến giờ con có làm sai chuyện gì đâu chứ. Lúc đó bà ấy mới ngủ dậy còn uống cà phê con mua cho, rồi tự nhiên bà ấy quay qua nói với con là không muốn sống nữa. Tất cả đều cho bà ấy bắt đầu trước mà. Bà Sohi à? Ngay! Ông lớn tiếng với tôi sao? Đây có phải lần đầu tiên tôi lớn tiếng với bà đâu chứ? Chắc thường xuyên lắm ha. Thật lòng, tôi thà chết còn hơn cứ sống với ông. Con không muốn sống như vậy nữa. Con nghiêm túc đó mẹ à. Tôi đã xin lỗi và hứa không làm vậy nữa rồi mà. Bây giờ con vẫn lớn tiếng với Miran còn gì? Chấp nhận sống như vậy là lỗi của con. Bây giờ con không muốn than phiền về chuyện đó nữa. Con là người đã đồng ý lấy ông ấy, còn có con với nhau. Ông ấy không phải là người độc ác cho nên con mới có thể chịu tới ngày hôm nay. Nhưng mà giờ con không quan tâm ông ấy là người như thế nào nữa. Con xin lỗi. Vậy rồi, sau khi đuổi nó ra khỏi căn phòng ở căn trên, con có ngủ ngon được hay không? Ông ấy có thể tới đây hoặc qua nhà anh Minho ở tạm hay nhà Zeho. Ở phòng của ba mẹ từng ở cũng được. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Nghĩ sao mà nói vậy hả? Con đã kêu nó qua nhà tụi con ở. Tụi con cũng nói như vậy. Sau khi Sohi đám cưới xong thì tụi con sẽ đi làm đơn. Coi kìa, cứ làm đi. Tôi đúng là không còn gì để buồn với một người như bà nữa. Bà nói tim bà tan dở, còn cõi lòng của tôi như bị quỷ quái luôn rồi. Tại sao lại mẹ làm gì vậy mẹ? Đã 61 tuổi rồi mà sắp phải ly hôn với vợ của mình. Bộ không biết xấu hổ một chút nào hay sao? Trời ơi mẹ à. Còn con nữa, sao có thể ngu ngốc đến như vậy hả? Không cần biết quầy thu ngân ở cửa tiệm. Con đã làm vợ chồng mấy chục năm rồi kia mà. Sao lại lạnh lùng và không quan tâm đến nhà hàng như vậy? Làm vậy mà coi được sao? Mẹ có nói là sẽ ngăn cản con hay sao? Mẹ cũng không bắt con phải sống với Gung Ho. Cho nên con hãy cứ tiếp tục làm việc ở căn trên cho đến khi nó tìm được người thay thế. Vậy thế mẹ chồng con nói đúng đó, Miran à. Bây giờ Sumi nó đâu thể chạy tới chạy lui được. Con làm vậy là hơi quá rồi đó nha. Khi nào Sohi được nghỉ nó sẽ phụ mà. Bà ấy là người như vậy đó. Chính vì cái tính này mà bà ấy làm con mất kiên nhẫn đó. Em câm cái miệng lại một chút đi. Thôi không cần phải nói nhiều nữa, tôi sẽ làm hết cho bà vừa lòng. Bà muốn gì thì tôi sẽ làm. Ôi trời, đúng là thằng ngốc mà. Em vô à. Anh hiểu tâm trạng hiện giờ của em. Gung Ho nó tỏ ra như vậy thôi, chứ nó đã biết lỗi rồi. Không đâu anh hai. Cho đến chết ông ấy cũng không thể thay đổi. Em thì chịu đủ rồi. Dạ thưa mẹ, con xin phép. Chuyện gì cũng có cách hết đó mà Miran. Dì có cách gì hả dì? Nếu bắt Gung Ho đi cắt bỏ dây thanh quản của nó, mỗi lần muốn lớn tiếng khỏi là làng nữa.
Con nghe nè ba. Có bận không? Không có, giờ con đang uống cà phê thôi. Cuối cùng thì bà nội con cũng biết hết tất cả rồi. Thì cuối cùng bà cũng biết thôi mà. Bà nội nói gì vậy ba? Bà nói là đồng ý chuyện ly hôn. Hả? Bà nội nói vậy hả? À, đúng là không thể tin được. Không ai theo phe của ba hết. Mấy người đó đã thông đồng với nhau. Không có ai nói gì nặng lời với mẹ của con hết. Gieo nhân nào gặp quả đó mà. Không lẽ ba đã xấu xa tới vậy hay sao hả con? Bà nói con nghe nè. Bề ngoài nhìn ba như vậy thôi chứ quan hệ của ba với mẹ cũng không có tệ như mọi người nghĩ đâu. Mẹ con bị điên rồi, đương nhiên bà ấy mất trí nhớ là sao? Đó chính xác là vấn đề của ba đó. Cho tới bây giờ mà ba vẫn không biết mình đã làm sai hả? Không phải là ba không biết, ba biết hết nhưng mà ba... Bởi vậy cho nên mẹ mới không chịu nhượng bộ đó. Nếu ba biết thì ba hãy thừa nhận lỗi rồi ăn năn đi. Mấy con nhỏ đây. Bộ con chỉ định khoanh tay đứng nhìn thôi đó hả? Con sẽ không xen vào chuyện này đâu. Ba cứ để mẹ sống theo ý của mẹ đi, còn nhà thì do mẹ. Coi như trả công mẹ chịu sĩ giả những năm qua đi. Thôi, cúp đây. Cho gì mà cho chứ. Bộ mình điên rồi hay sao? Lại đây. Để tôi đưa bà về nhà. Không cần đâu. Trời nóng lắm. Tôi không đánh bà đâu. Lên đè đi. Nhiều người theo phe quá chắc vui ha. Tối nay tôi sẽ đi làm lại. Thật hả? Nếu Sumi có chuyện gì thì người nhà ông sẽ đổ lỗi cho tôi hết sao? Đương nhiên. Chắc chắn tụi tôi sẽ đổ lỗi cho bà hết luôn đó. Khỏi nói. Về nhà ngủ đi. Ông có thể dọn dẹp phòng khách mà đi vô đó ngủ. Cũng đừng có hiểu lầm. Dù gì tôi cũng sẽ ly hôn với ông. Người gì mà cố chấp quá, không giống bà chút nào hết à. Dừng xe lại. Tôi nói ông dừng xe lại. Bộ bị quỷ ám rồi sao vậy? Đúng là không hiểu nổi. Gung Ho tự rơi vào cái mớ bồng bông mà nó tự tạo ra. Tụi con cũng về đi. Mẹ sẽ đi tưới cây đây. Con và Jeho sẽ nói chuyện lại với Gung Ho thôi. Qua mẹ. Qua cảnh luôn em. Em dâu à, em nhớ khuyên Miran giùm anh nha. Dạ. Tụi con về nha mẹ. Mẹ ơi, tụi con về đó. Ơi ông trời ơi. Tôi đã sống quá lâu để phải thấy những thứ nên và không nên thấy trong cuộc sống này rồi. Cuộc đời chính là như vậy đó. Tôi còn cố chịu đựng chút nha. Trời sắp mát hơn rồi, còn mùa thu thì cũng sắp đến rồi. Mà sao tụi con cũng phải lo mùa đông làm gì? Bà sẽ đưa tụi con vào trong nhà mà. Đừng có lo gì hết. Mẹ Sophie ý chí sắt đá ghê đó chị. Một khi thấy người ngớ ngẩn trở nên cứng đầu rồi thì khó nói chuyện với họ lắm. Ôi trời ơi, Miran nó đang bắt đầu ngớ ngẩn rồi đó. Sao lại muốn ra đi sau khi đã ở với nhau lâu như vậy chứ? Em cũng nghĩ vậy đó. Trời ơi. Ơi, anh để về rồi chị. Chị đang tưới cây ngoài đó. Mọi chuyện sao rồi? Tệ lắm anh à. Nói gì Miran nó cũng không chịu nghe. Lý do của nó là gì? Bởi vì Gung Ho lớn tiếng với nó đó. Cô đang nói gì vậy? Bộ từ đó tới giờ Gung Ho nó không có lớn tiếng hay sao? Con đã ăn cơm tối chưa? Bữa nay con ăn món vịt đó mẹ. Cũng ngon lắm. Ngon là được. Còn ba con với mẹ phải ăn sandwich ở cửa hàng của xe chun nè. Sao vậy mẹ? Mẹ lười nấu cơm quá. Con thấy mẹ làm vậy đúng đó. Nấu cơm bao nhiêu năm nay cũng đủ lắm rồi mẹ. Chồng con đâu? Bây giờ anh ấy phải làm việc tới tận khuya luôn đó mẹ à. Tại vì nghỉ hơn cả tháng rồi,
nên công việc dồn lại nhiều dữ lắm. Không có cực lắm đâu mẹ ơi. Vậy con ngủ một mình sao? Dạ không đâu, Jae-hoon học xong sẽ về nhà với con. Con nói không cần mà nó cứ đòi đến. Cứng đầu lắm á mẹ. Được rồi, con Woo đi rồi gọi lại cho mẹ. Ừ. Sao lại cúp máy rồi? Mẹ nói đợi anh đi rồi gọi sao? Vậy bây giờ anh đi nha. Không cần đâu. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ. Lúc này nhìn thấy em khỏe mạnh, ngồi trước mặt của anh thấy mừng lắm. Hôm nay là lần đầu tiên, kể từ ngày xảy ra tai nạn, anh mới cảm thấy không cần phải lo, không cần phải sợ là em rời xa anh nữa. Thật hả? Lúc biết tin em gặp tai nạn, anh lập tức chạy về Seoul. Trên đường đi anh chỉ mong nó là một giấc mơ thôi. Đúng là cái từ giấc mơ, nó có nhiều ý nghĩa thiệt đó, Sehi. Anh biết thêm thứ mới rồi đó. Em chê anh dốt chứ gì. Nếu như không có em, mình anh sống có nổi không đó? Nè, nếu như em có mệnh hệ gì á, thì anh sẽ chết theo em luôn đó. Em biết rồi, anh đi làm đại sứ người chồng thương vợ nhất cho mấy công ty quảng cáo được đó. Lấy được người vợ như em là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của anh. Anh sắp khóc rồi nè. Đến lúc em gần như phải chết, anh mới trân trọng em sao? Sao kỳ quá vậy? Lúc trước đều là lỗi của anh. Bây giờ thì anh biết rồi. Anh biết gì chứ? Nói nghe coi. Phải trân trọng em, vậy được chưa? Ồ. Em muốn Jae-hoon về sống với chúng ta luôn anh à. Đợi đến khi thằng bé lên đại học, cả nhà mình sống cùng nhau nha. Em không cần phải làm vậy đâu. Anh đi làm đi. Anh đi nha. Chán quá. Tự nhiên hôm nay nhà mình trống trải quá, đúng là chán thật ha. Chắc năm sau chỉ còn mỗi vợ chồng mình. Anh cũng nghĩ như vậy. Hay trên lầu cho người ta thuê đi em à. Hả? Mình mang nặng đẻ đau sinh ra ba đứa con, bây giờ chúng lớn hết cả rồi, đều bỏ mình mà đi. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai ông bà già này thôi. Hai vợ chồng mình đâu có già lắm đâu. Hả? Sắp làm ông bà nội rồi mà không già sao? Cùng lắm là bà nội trẻ, ông nội trẻ mới trung niên thôi. Mới trung niên hả? Anh nghĩ mình mới tuổi trung niên thôi hả? Em không biết thời đại đã khác rồi sao? Hồi trước 60 tuổi đã gọi là già, còn bây giờ 80 mới gọi là già đó. Ơi trời, anh còn trẻ được chưa? Làm cái gì mà cứ đụng vào người em hoài vậy? Nắm tay thôi mà em. Cái gì nữa đấy? Con xin lỗi nha ba, con tới làm phiền ba mẹ nữa rồi. Nói lung tung cái gì vậy? Mẹ Sumi đâu rồi ba? Đang tắm ở trong đó. Con biết là mẹ không thích, nhưng mà con có mua một chút bia tới đây cho ba đây nè. Bây giờ thì mỗi ngày ba được uống một lon rồi đó. Mẹ cho ba uống bia thật sao? Phải, cứ thoải mái đi. Con có chuyện này phải báo cáo với ba đây. Chuyện gì? Con kết hôn hả? Làm gì có hả ba? Chứ chuyện gì? Ba có cần ly không? Khỏi cần đi. Con đã đi gặp cái anh chàng lúc trước hay gửi email cho con đó. Ồ, thật sao? Ba nè. Ồ. Uống cạn luôn nha. Dạ. Hôm nay anh ấy bay về Úc rồi. Con nói dài dòng quá, vô chủ đề đi. Nè. Con bắt trước ba đó thôi. Con chọc ba sao? Anh ấy muốn con đến gặp gia đình của anh ấy, nhưng mà con đã từ chối. Và con cũng đã từ chối gặp mặt anh ấy luôn. Tại sao vậy? Tại vì con không có cảm giác đặc biệt gì đối với anh ấy hết đó ba. Con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Anh ấy nói
Trái tim con như đã có một bức tường lớn chắn ngang lại vậy. Chị Sun à. Con cũng không muốn quyết định chuyện này quá vội vàng. Tình cảm thì phải xuất phát từ trái tim. Và con phải lắng nghe nó. Báo cáo xong rồi. Chị Sun à, nghe ba nè. Thôi, anh à, tới lượt anh rồi. Mới tới hả con? Dạ, con mới tới. Con tới rủ ba uống bia chung với con. Giờ ba con mỗi ngày uống một lon rồi. Con ngồi xuống đi. Ủa mà bây giờ con đã có ai để hẹn hò chưa vậy Chi Sun? Dạ. Theo mẹ, con có nên kết hôn nữa không mẹ? Hả? Hay là bây giờ con chỉ hẹn hò mà không kết hôn được không ba? Con điên rồi sao? Nói nhảm cái gì vậy? Bà đi không hả? Đi đâu vậy anh rể? Gung Ho sắp ly hôn mà ông ấy đòi đi nhảy đầm kìa kìa. Nó ly hôn cãi nó, liên quan gì anh rể chứ? À, liên quan gì tới tôi đâu. Ừ trời, đúng là hết nói nổi rồi. Ở nhà buồn rầu giúp ích gì được đâu. Chi bằng rủ luôn mấy đứa cháu trong nhà cùng nhau đi chơi cho khuây khỏa có tốt hơn không? Ơi trời ơi. Gọi cho Chê Hô với Chi Chung đi. Yuri với Na Yon nữa. Hỏi coi Sê Hi khỏe chưa, rủ nó đi luôn. Ý của anh là gọi hết tất cả mấy đứa cháu gái và cháu dâu trong nhà đi hát karaoke ấy hả? Đúng vậy. Ôi trời, thiệt tình, ông điên thật rồi sao? Ai, lâu rồi tôi không có đi nhảy, hôm nay phải nhảy một bữa cho nó đã. Tóm lại là ông muốn đi nhảy thật phải không? Chứ sao, bà cũng đi chung luôn đi. Tới đó bà sẽ thấy tôi nhảy tốt thế nào, sẽ ngạc nhiên cho mà coi. Cạn ly. À, em sẽ phụ trách làm bữa sáng. Sao lại là em? Hả? Em cũng phải đi làm mà. Anh tự mình làm đi. Nè, em tính nuốt lời đó hả? Em có hứa làm bữa sáng cho anh sao? Lần trước em hứa rồi mà. Em nói cưới rồi sẽ nấu ăn cho anh. Em quên rồi sao? Em chỉ nói một số phụ nữ sẽ nấu ăn cho chồng mình thôi. Không có nghĩa là em cũng phải làm điều đó. Anh mà nghĩ như vậy nữa, em sẽ giết chết anh đó. Em không biết nấu ăn sao? Nếu như mà anh không thích đó, thì đi tìm người biết nấu ăn mà cưới. Kết hôn với em làm gì? Em về đi. Em ngủ lại đây đi. Anh điên rồi hả? Mình cũng sắp kết hôn rồi mà. Anh muốn mà đánh em chết à? Ba em đồng ý cho mình cưới rồi, có gì mà không được chứ. Anh đừng có mơ nữa. Anh mơ thì sao? Anh đã mơ từ lâu rồi. Trời ơi. Mình đã 33 tuổi rồi, đâu còn là con nít nữa đâu. So với người khác thì mình trong sáng hơn nhiều rồi đó. Anh tưởng lớn rồi thì muốn làm gì cũng được hay sao? Bây giờ em sẽ về, không cần anh phải tiễn đâu. Nè, Sohi. Du Sohi. Không phải đổ của anh đen tối đâu. Mình sắp kết hôn rồi mà. Anh ngủ với vợ sắp cưới của mình cũng không được sao? Anh muốn xem mình có hợp nhau trong chuyện tình dục không thôi. Nhiều người vì vấn đề này mà ly hôn đó. Có nghĩa là anh sẽ ly hôn nếu anh không vừa lòng sao? Không phải, anh không có ý đó. Đầu óc của anh có vấn đề hả? Anh không biết đang xảy ra chuyện gì à? Ba mẹ của em sắp ly hôn rồi. Anh nghĩ sao mà đòi làm chuyện đó với em ngay lúc này vậy hả? Nè, em không chịu thì thôi, sao đá anh chứ? Vậy tại sao anh lại làm mấy chuyện điên rồ như vậy chứ? Em đối xử với chồng sắp cưới của mình như vậy đó hả? Anh để em về một mình thật hả? Đợi chút. Để anh đưa em về. Cảm ơn anh chị đã tới ủng hộ. Và cẩn thận chào nha. Nha. Xin chào. Khách hàng đã về hết rồi, mình cũng về nhà thôi. Ơi, cái máy lạnh chết tiệt, thổi tới tôi nhức đầu luôn. Cứ vậy hoài chắc biến thành thằng ngốc gì no quá. Gì vậy anh đầu bếp? Không phải, tôi chỉ thấy hơi lạ một chút thôi. Cô có chắc là cô không phải đang chọc ghẹo tôi không? Tuần trước tôi mua cho cô một cái túi 800 won mà. Món quà đó tính ra cũng không có nhỏ đâu ha. Tôi thừa nhận, tính tôi hơi nhỏ nhen chút xíu. Nhưng mà cũng là món quà đắt nhất mà tôi từng mua đó. Nhưng mà từ ngày nhận quà, cô vẫn không quan tâm tới tôi. Rốt cuộc cô muốn sao đây? Tôi có yêu cầu anh mua cho tôi không? Hả? Cái gì?
Đúng là không tin được mà. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Bà có muốn ăn gì không? Bà ơi, Hamiran, tôi biết lỗi của tôi rồi mà, tha lỗi cho tôi đi được không? Sống vui vẻ như hồi trước đi có được không hả? Ông để dành hơi cho ấm bụng đi còn hơn. Con có muốn ăn mì không? Con không ăn đâu. Sao ba lại về đây chứ vậy? Mẹ con kêu ba về đây ngủ đó. Sao? Có cơ hội làm lành không? Con thấy vui lắm đúng không? Tại ba tự chuốc lấy thôi. Tại ba tự chuốc lấy. Công chúa của mẹ về rồi sao? Gì vậy con? Có ai mà lại đi làm mất nhẫn cưới của mình không hả mẹ? Sê Chu làm mất nhẫn cưới đó hả? Anh ấy còn nói là không biết làm mất chiếc nhẫn đó khi nào nữa. Nếu là mẹ, mẹ có tức điên lên không? Anh không nhớ. Đến chiếc nhẫn là mất ở đâu mà còn không nhớ nữa. Vô phòng kiếm thử coi con. Nhiều khi cởi ra rồi quên rồi sao? Làm gì có ở trong phòng. Lúc anh ấy ra khỏi nhà con còn thấy anh ấy đeo trên tay nữa mà. Không lẽ ngón tay nó còn mà chiếc nhẫn thì mất hả? Đến nước này mà mẹ còn nói giỡn được nữa hay sao? Trời ơi, có chiếc nhẫn cưới thôi làm gì mà làm quá lên vậy không biết nữa. Nói không chừng nó sợ làm dơ chiếc nhẫn trong lúc làm việc nên tháo ra đem cất thôi con à. Bây giờ mất rồi đó. Đeo trên tay không tốt sao? Sao phải tháo ra làm gì? Đeo nhẫn làm cho nó bất tiện thôi con. Vấn đề là lúc trước anh ấy chưa từng tháo nó ra. Nhưng mà con kiếm kỹ hết chưa? Con đã kiếm tất cả mọi nơi rồi mẹ à. Chứng tỏ anh ấy không xem trọng cuộc hôn nhân này. Tới nhẫn cưới mà anh cũng làm mất được sao? Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà. Em có cần phải làm quá vậy không? Em làm quá lên hay sao? Chúng ta là người cho nó ý nghĩa. Nếu như một người nào đó nhặt được thì nó cũng đâu có ý nghĩa gì với họ đâu. Dù xe chút. Hai đứa vừa phải thôi. Coi mẹ đã gì vậy? Mẹ còn sống sờ sờ ở đây đó. Cãi nhau trước mặt mẹ như vậy mà coi được đó hả? Rõ ràng là anh ấy có lỗi trước mà. Thì đi mua nhẫn mới là được thôi. Đâu nhất thiết phải làm quá lên như vậy hả? Mẹ à. Xe chú nói đúng đó. Một chiếc nhẫn thôi mà con. Mua lại chiếc mới chẳng phải là được rồi hay sao? Mẹ bên anh ấy đúng không? Xe chú cố tình làm mất chiếc nhẫn đó hả? Hay là con nghĩ nó cố tình đem dứt chiếc nhẫn đó đi chứ? Con không nên làm quá lên như vậy. Xe chú có cố ý làm mất chiếc nhẫn đâu. Được. Được rồi. Anh xin lỗi. Đúng là anh đã làm mất nó. Anh biết là em không vui. Nhưng không ngờ là em đã làm quá lên như vậy. Đừng nói thêm nữa. Đừng làm cho anh phải nổi giận lên. Hôn nhân của chúng ta không phụ thuộc vào cái nhẫn đó. Mình là vợ chồng, phải có niềm tin với đối phương. Em không nên vì chiếc nhẫn mà nổi giận với anh. Không nên vì chiếc nhẫn mà nghi ngờ anh. Thứ hủy hoại hôn nhân của chúng ta không phải là chiếc nhẫn mà là thái độ của em đó. Em cứ từ từ suy nghĩ lại đi. Sê Chun à, con khoan đi đã. Vô phòng rửa mặt đi con. Qua đây, qua đây. Ngồi đi con. Mẹ cũng đồng ý những lời mà con mới nói. Nhưng phụ nữ họ coi trọng chiếc nhẫn cưới. Con hiểu mà ha. Mẹ không thấy cô ấy lúc nãy đâu, như bị điên lên vậy. Con nữa đó cũng vừa phải thôi. Tạm thời con không muốn nói chuyện này nữa. Bộ có chuyện gì hả con? Chiếc nhẫn đó rộng hơn tay con, nên nó rớt lúc nào con không hay nữa. Lúc mua đã vậy rồi hả? Mà sao con vẫn đeo? Dạ không, lúc mua thì nó vừa tay. Tại dạo này con ốm đi thôi. Con nghĩ chắc là lúc con đi đổ rác không cẩn thận làm rớt mất. Con không dám nói cho Najon biết chuyện này.
Ơi, trời ơi, con nhỏ này. Cũng tại con suốt ngày cứ lo làm việc, không lo ăn uống nên mới sụt cân như vậy đó. Trời ơi, sao lại như vậy? Con là mẹ buồn dữ lắm đó. Con không sao đâu mẹ. Mua chiếc nhẫn mới là được rồi mà. Con về nha mẹ. Về đi con. Dạ, ba ngủ ngon. Bye, bye. Em đi tắm trước nha anh rể. Dạ. Ôi trời. Sao rồi? Đi chơi thấy vui không hả? Thì đúng là cũng vui thiệt đó. Vợ chồng mình già rồi. Nếu như có thể, mình chết chung một ngày cũng được. Nhìn thấy ông nhảy được hăng tới như vậy, tôi nghĩ chắc tôi chết trước ông rồi. Ông đợi đi sao đi nha. Đâu có, bà cũng khỏe lắm mà. Nếu như chỉ còn lại mình tôi thà chết chung với bà. Từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ cầu nguyện như vậy. Tùy ông thôi, nhưng mà tôi thấy hiếm có cặp vợ chồng nào được chết chung một ngày lắm. Không, chỉ cần chúng ta muốn, chắc chắn sẽ được thôi. Nếu được chết chung ngày với ông, tôi tổn thọ 6 năm tôi cũng chịu nữa. Cái giá này hình như là hơi đắt đó. Khi nào thời tiết lạnh, tụi mình đi hát karaoke chung với nhau nữa đi, cho ông nhảy tới đã luôn. Mùa thu khỏi phải đi nữa. Tôi không thích mùa thu cho lắm. Cái cảnh lá rơi mùa thu khiến người ta thấy buồn làm sao đó. Mùa thu cây phải thay lá để đón mùa xuân nữa chứ. Đó là chuyện của cây, con người chúng ta đâu cần phải làm vậy. Ơi, ông đòi hỏi nhiều quá rồi đó. Thôi tôi đi tắm nha, lấy khăn cho tôi đi. Được rồi, để tôi đi lấy cho ông. Em à, hôm nay mẹ với dì cũng đi chung nữa đó. Mẹ cũng đi sao? Bà khăng khăng đòi kéo mẹ theo đó. Nhưng mà mẹ chơi vui lắm. Lần đầu mẹ đi chỗ đó đúng không? Thì đúng vậy đó. Mà dì nói với anh á, lần sau còn tính rủ cả Sehi, Nayon với Sohi, cả nhà đi hát karaoke nữa đó. Hả? Là Yuri, anh không đi rửa mặt sao? Anh đi đi. Mẹ nghe. Mẹ đang làm gì đó? Mẹ chuẩn bị đi ngủ rồi, sao còn chưa ngủ nữa? Tụi con vừa mới ăn thịt nướng về xong thôi. Thời tiết ở đây thì mát lắm luôn đó mẹ, cứ như mùa đông ở chỗ của mình vậy đó. Chọc tức mẹ hả? Ở đây mẹ nóng muốn chết luôn nè. Sehun đâu? Anh ấy ở ngoài uống rượu với mẹ của con rồi. Con đang mang thai nên không được uống luôn nè mẹ. Ơi trời, mẹ thấy nhiều lúc con xem mẹ như bạn của con vậy. Mẹ chờ con chút nha. Là mẹ đó anh. Cái này là măng cục đó. Con này mẹ, ở nhà sao rồi? Bình thường thôi. Chị con ăn xong là về nhà luôn rồi. Về rồi sao? Về rồi, chỉ còn ba với mẹ thôi. À hồi chiều á, vì chuyện bác Gung Ho mẹ phải đến nhà của ông bà nội. Chuyện đó sao rồi mẹ? Bộ bác ấy làm thật sao? Nếu như bác Miran cứ như vậy, mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa thôi. Con thấy cứ như vậy cũng không phải là cách hay đâu mẹ ơi. Bác Gung Ho... Dạ con xin lỗi mẹ. Nếu như bác Gung Ho đồng ý ly hôn thiệt á, bác Miran sẽ hối hận cho mà coi. Mẹ chờ con chút nghe. Dạ. Còn một chút con uống luôn đi. Mẹ uống hết nổi nữa rồi. Dạ. Nói mẹ đừng uống nhiều quá rồi mà. Đúng vậy, không nhận già cũng không được. Nếu mẹ mà cố uống tiếp nữa, mai chắc không dậy nổi đâu. Mẹ ngủ ngon nha mẹ. Con còn trẻ làm bác sĩ cũng tốt thật đó. Bình thường mẹ hay lo lúc ngủ sẽ bị phát bệnh. Bây giờ có con ở đây, mẹ yên tâm hơn nhiều rồi. Dạ. Lúc trước mẹ còn đòi tự tử nữa mà. Sáng mai chúng ta tới khách sạn để ăn sáng nha. Dạ. Mẹ còn đó không? Mẹ ơi. Con đi ngủ sớm đi. Cúp máy đi. Vậy nha.
Em mới nói chuyện với Sehun. Vậy à? Em còn nghe được mẹ Yuri nói có con rể làm bác sĩ, không sợ nửa đêm bị bệnh gì nữa. Ngày mai còn đi ăn sáng ở khách sạn chung nữa, có tiền đúng là tốt thật đúng không? Anh xin lỗi. Nói mới nhớ, chuyện bán đất tới đâu rồi ta? Phải mau chóng lấy tiền để trả nợ lại cho người ta nữa chứ. Em yên tâm đi, thế nào cũng bán được mà. Năm sau Yuri với Sehun dọn ra ngoài rồi, anh nhớ đi xin phép ba mẹ cho vợ chồng mình đi du lịch ở Pháp. Anh cũng nghỉ làm vài hôm đi. Em với bạn của em á muốn đi du lịch ở Pháp lâu rồi, nhưng ơn Huy mất rồi. Còn Sô Chung á thì cũng đã đi Canada, không ai đi với em nữa. Nhưng anh còn phòng khám nữa. Em kêu Sê Chun tìm đoàn du lịch đăng ký cho em đi một mình được không? Nhưng em muốn đi với anh. Thì ra anh quan trọng với em tới vậy sao? Cũng khổ lắm chứ, đâu có sướng gì. Đi với Sehi nha. Anh thấy cũng được đó. Được rồi, bây giờ em sẽ mơ về nó. Ít ra giấc mơ cũng không tốn tiền. Đi Pháp hả? Bộ em không sợ khủng bố hay sao? Anh đừng có phiền em. Cái gì vậy? Anh rể chị hai, mau dậy đi chị hai. Chị hai chuyện gì vậy? Anh rể ảnh Trời ơi, dâu chơi anh rể. Ông tỉnh lại đi. Dâu chơi à, tỉnh lại đi anh rể. Anh rể à, dâu chơi. Chị ơi anh rể ơi. Anh rể à, anh rể à. Alo, Mino à, bà của con ông ấy mất rồi. Cái gì? Đi nói sao? Lẹ đi em.
Bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, bà ơi, Minh Hô à, Minh Hô à, chuyện gì vậy chị? Anh hai à, mẹ kêu anh hai kìa. Dạ. Con coi thử coi, đến đông đủ chưa? Dạ. Ba ơi. Đùng hô à. Đùng hô à, đừng có khóc nữa mà. Ba của con, ông ấy đã ra đi rất là nhẹ nhàng. Đủ lắm rồi. Ra ngoài. Mẹ phải thay đồ cho ông ấy. Ra ngoài hết đi. Dạ. Dạ. Ra ngoài đi. Cả ngày chị không có ăn gì rồi, ăn chút khoai tây đi. Sao dòng chơi còn chưa về? Chị đang nói cái gì vậy hả chị hai? Anh rể chết rồi, anh ấy đã bay về trời rồi chị à. Cô đừng ở đây nói lung tung nữa. Chị hai, anh rể chết rồi. Chị hai à. Chị đừng có làm em sợ được không hả chị? Đi làm món kim chi đi. Đừng có làm cay quá. Anh rể của cô, da dày yếu, không ăn cay quá được đâu. Chị vẫn đang bị sốc có đúng không? Chị không chấp nhận được cái chết của anh rể đúng không hả chị? Chị hai à, chị đừng có như vậy mà. Anh rể đã đi rồi. Em không muốn mất đi chị nữa đâu mà. Chị à. Thank you.
Người ta nói chồng của mình sẽ không bao giờ đứng về phía của mình đâu, chính xác luôn. Anh Sehun lúc nào cũng nói, nhưng mà từ trước tới giờ anh ấy chưa bao giờ binh chị hết, cứ chăm chăm vô lỗi của chị không à. Anh Sehun nhà em cũng vậy đó chị, nhiều lúc thấy ghét lắm luôn. Tại sao chúng ta cứ phải yêu mấy người đàn ông như vậy chứ? Chắc vì họ như vậy nên mình mới yêu hay sao? Chắc là vậy. Tới giờ trái tim chị vẫn còn đập thình thịch khi thấy mặt của anh Sehun kế bên lúc mới dậy luôn á. Chào mọi người, tới rồi đây. Chị Sohee, bụng sao càng ngày càng lớn quá vậy hả? Mấy đứa dọn bàn đi. Dạ. Mẹ đang ở trong phòng đó. Happy birthday em dâu nha. Ê trời ơi, em vui quá, cảm ơn anh chị nha. Chúc mừng em nha. Chúng ta đang có tiệc hoàng gia Hàn Quốc hả? Không có sang như vậy đâu. Chỉ là mấy món đơn giản thôi à. Bác đang chơi tụi con đó hả? Bác không nên nói như vậy đâu đó nha. Sở thích của cô ta là làm người khác nản lòng đó. Chính xác luôn đó. Gì đây? Tôi đang ở nhà hàng cao cấp sao? Mọi người thậm chí còn nấu món lẩu hoàng gia nữa. Vợ ơi, con nó đói rồi nè. Anh chờ em chút đã. Ra đi con. Em đem bình sữa ra liền. Con đợi chút xíu nha con. Mẹ con sẽ mang đồ ăn ra cho con ăn liền đó. Nín đi. Hả? Nín đi con à. Con ngoan à. Nín đi, nín đi. Ôi trời, chị ơi, chị ơi, chị đã thấy rồi mà. Mẹ à, là con trai mà. Mẹ à, mẹ làm gì vậy? Chắc chắn là con trai mà. Con đứa kia thì sao? Là con gái đó bà nội, con gái con. Con gái. Đúng là bực mình thiệt đó. Con đang tính tái hôn lại đúng không? Tại sao con phải tái hôn chứ? Ly hôn rồi còn sống chung một nhà bộ vui lắm sao? Tụi con chia phòng, con ngủ riêng, vậy là vừa tốt vừa thoải mái. Hai đứa tụi bay đúng là mắc cười quá trời. Con tới rồi bà nội. Chào bác hai, chào chú, chú nè. Tôi đói rồi, cho tôi ăn đi. Em biết rồi chị. Chị của tôi đói rồi. Mấy đứa xong chưa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thôi nến đi mẹ. Làm gì nè mẹ. Một, hai. Còn 15 ngày nữa là tới ngày giỗ đầu của ba chồng tôi. Mẹ chồng tôi là người đã dành cả đời của mình cho ông ấy. Nhưng sau khi ông ấy đột ngột qua đời, bà ấy vì quá sốc nên đã trở nên lú lẫn. Bà ấy không còn là người như trước kia nữa. Chúng tôi đã cố gắng đưa bà ấy về nhà và rất nhiều lần, nhưng bà ấy nhất định không chịu ở lại. Chắc có lẽ bởi vì ngôi nhà mà bà ấy cùng với chồng của mình trước khi ông ấy qua đời rất đặc biệt đối với bà ấy. Từ lâu chúng tôi đã quen với việc bà thường xuyên không có ở nhà. Nhưng mẹ thì có lẽ bà ấy đã không chấp nhận được điều đó. Cứ như vậy, cười khi có thể, tức giận khi cần phải làm vậy. Tất cả chúng ta đều có cuộc sống riêng mình. Đừng nói rằng cuộc sống là vô ích, bởi vì đó mới chính là cuộc sống.